Kênh Kinh Thành Nông nghiệp Mekong xin kính chào toàn thể quý vị và quý bà con. Kính thưa bà con, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với chủ đề về lân tạo mầm. Và đương nhiên cái chủ đề này thì phải nói tới gốc phốt phát mà thôi. Kính thưa quý vị, có thể là chúng ta đã sử dụng rất là nhiều sản phẩm trong thời gian qua và chúng ta cũng đang trông đợi là sẽ có một cái sản phẩm nào đó có cái hàm lượng cao hơn, hoặc là một cái loại lân nào đó mà cho một cái hiệu quả tạo mầm mạnh mẽ hơn. Như vậy thì đầu tiên bà con sẽ hiểu là lân tạo mầm thì chúng ta đang sử dụng lân nào, và nó sẽ có bao nhiêu loại lân để mà chúng ta lựa chọn. Tại vì sản phẩm trên thị trường là nó nhiều quá, cho nên thì video này sẽ giúp bà con mình hệ thống lại cái cách mà chúng ta chọn lân, và sẽ có bao nhiêu loại lân để mình chọn, và thời gian qua mình đã chọn cái loại nào, và cái chi phí, cách sử dụng và cái hiệu quả của cái loại lân như thế nào. Thì chỉ cần bà con mình xem video này thì chúng ta có thể hiểu và sẽ không hoang mang trong cái việc mà chúng ta chọn lân nữa. Thì với chủ đề này thì sẽ có hai nhóm, đó là lân qua thân lá và lân qua gốc. Như vậy thì video đầu này thì xin mời bà con chúng ta tìm hiểu về cái lân tạo mầm gốc phốt phát mà chúng ta sẽ cung cấp qua thân lá. Thì xin mời quý vị cùng tham khảo video ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và quý bà con, hàng trăm hàng ngàn sản phẩm mà chúng ta đang áp dụng trên thị trường hiện nay, nhưng mà nhiệm vụ chính của việc tạo mầm và chúng ta chọn gốc phốt phát thì phải là hàm lượng cao. Thì thật ra trên thị trường nó chỉ có 3 nhóm chính mà thôi, 3 nhóm mà trong đó chứa lân phốt phát hàm lượng cao nha quý vị. Mục đích của chúng ta là lân tạo mầm và chúng ta chọn gốc phốt phát thì phải là gốc phốt phát hàm lượng cao. Thì sẽ có 3 nhóm. Nhóm thứ nhất đó là nhóm NPK. Đây chúng ta đang nói tới gốc qua lá nha quý vị. Thì nó sẽ có gì? Đạm tổng số, lân hữu hiệu và kali hữu hiệu. Thì trong đó hàm lượng lân hữu hiệu phải lớn thì chúng ta mới tạo mầm được. Rồi. Nhóm thứ hai đó là nhóm NB, có nghĩa là nhóm này chỉ chứa đạm tổng số và lân hữu hiệu mà thôi, không chứa kali. Tạo mầm được không? Được. Miễn nó chứa gốc phốt phát B2O5 hữu hiệu cao là được. Nhóm thứ ba đó là nhóm BK. BK là gì? Không chứa đạm, chỉ chứa lân hữu hiệu và kali hữu hiệu, nhưng mà trong đây vẫn chứa B2O5 hữu hiệu hàm lượng cao, thì tạo mầm được không? Kính thưa quý vị là được. Như vậy thì thời gian qua quý vị đã sử dụng loại nào, nhóm nào trong ba nhóm này, và mỗi một cái nhóm như thế chúng ta sử dụng làm sao để hiệu quả nhất đó, và sử dụng giai đoạn nào, sử dụng cho cây trồng nào, thì xin mời bà con mình tìm hiểu qua video này. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, thì nói về NPK mà chúng ta cung cấp qua thân lá để lấy gốc phốt phát tạo mầm thì trên thị trường có rất là nhiều, và đa số thì cái nhóm này thì sẽ là nhóm NPK hòa tan là chính, và nó sẽ là dạng bột hoặc là dạng tinh thể. Thì những cái loại này sẽ khuyến cáo bà con chúng ta là chúng ta sẽ pha loãng với nước và chúng ta sẽ phun trực tiếp lên khu vực của lá hoặc là khu vực thân mà chúng ta muốn cây mang hoa, hoặc là chúng ta có thể đem để tưới gốc cũng được. Nhưng mà cái phương pháp án chính hiện nay đó là chúng ta sẽ áp dụng biện pháp phun. Thì bà con sẽ thấy là do là NPK cho nên là trong thành phần nó sẽ có đủ đạm tổng số, lân hữu hiệu và kali hữu hiệu. Thì chúng ta sẽ thấy là gì? 10-50-10, 10-55-10, và đương nhiên sẽ có 10-60-10 ha. Nhưng mà do sản phẩm của mình nên mình sẽ nói sao không để đây. Rồi 15-30-15 cũng là dạng NPK và cũng là chứa hàm lượng lân cao. Rồi, hoặc là 6-30-30, thì đây là dòng công thức chiên trên cái nhóm rau màu đó, cũng có áp dụng, thì cũng lại là chứa lân cao nhưng mà kali nó cũng cao thôi, cũng có đạm, có lân, có kali, vậy là gọi là NPK và chứa gốc phốt phát thì vẫn có thể tạo mầm được. Rồi, kính thưa quý vị, thì với Mekong Agri thì chúng tôi đang cung cấp 3 dòng công thức NPK, gốc phốt phát và có liên quan tới việc tạo mầm. Như vậy thì chúng ta ưu tiên cái nào và không ưu tiên cái nào? Thì chúng ta sẽ thấy là những dòng công thức này, ví dụ như 10-60-10 mà con mình biết rồi, chúng tôi dùng hàng loạt những video, những cái thông tin liên quan tới nhóm sản phẩm này để cho bà con chúng ta sử dụng 10-60-10 liên quan tới việc tạo mầm qua, chúng ta hiểu rất là rõ về sản phẩm này. Và ngoài ra thì cũng sẽ có 10-55-10. Thì bà con mà thấy hai cái nhóm công thức này á, thì nó trên là cái hàm lượng lân hữu hiệu khoảng 5% mà thôi. Kính thưa bà con, thì sẽ có một cái thông tin mà đâu đó chắc một số bà con chúng ta vẫn chưa có, đó là chúng ta lý do tại sao mà NPK chứa lân hữu hiệu mà tại sao không có công thức nào đăng quá 60% hết vậy đó. Kính thưa quý vị, công nghệ của mình thì không có phát triển bằng những cái nước tiên tiến hơn, nhưng mà gốc phốt phát của mình cũng nhập từ họ về mà thôi. Nhưng về trong cái mức độ nghiên cứu mà để cho có một cái hàm lượng hữu hiệu để cây trồng có thể hấp thu mang lại một hiệu quả tốt và có một cái chi phí phù hợp, thì hiện nay 10-60-10 là công thức cao nhất, có nghĩa là hàm lượng B2O5 hữu hiệu với gốc phốt phát áp dụng để tạo mầm cao nhất là 60% đó. Trước đây thì có thể là có 50 và 55 đều có nghĩa là tùy theo nhà máy họ sản xuất và chất lượng của họ đạt
tới con số là B25 hữu hiệu là 55% hoặc 50%. Còn hiện nay cao nhất của mình là 60%. Quý vị chú ý nha, gốc phosphate nha. Thì gốc phosphate mình mới đem mình tạo mầm được. Đó thì mang hiệu quả thì cao nhất nó chỉ là 60% mà thôi. Rồi, như vậy thì đây sẽ là những cái công thức chúng ta ưu tiên, bởi vì nó chứa cái hàm lượng B25 hữu hiệu cao nhất thì sẽ là có lợi nhất cho chúng ta trong cái việc mà chúng ta tạo mầm. Rồi, 15, 30, 15 đương nhiên là mình cũng tạo mầm được chứ không phải là không. Tuy nhiên thì trên cây ăn trái thì mình không có ưu tiên. Bởi vì ở đây nó còn có một cái hàm lượng đạm và một cái hàm lượng kali nữa, thì tỷ lệ này bà con mình sẽ thấy là 1:2:1 thì thường nó không phù hợp với cây ăn trái nhiều, mà có thể là chúng ta áp dụng để vừa nuôi cơ đọt, vừa phát triển đọt, rồi vừa thúc đẩy việc tạo mầm, thì có thể là cho nhóm rau ăn trái chẳng hạn, hoặc là chúng ta vừa nuôi đọt vừa tạo mầm trên cái nhóm cây công nghiệp. Bởi vì đặc tính của nó là nó sẽ hình thành một cái chòi mang qua và vừa phát triển chòi vừa phát triển qua luôn, hoặc là trên một số nhóm cây ăn trái mà có cái đặc tính là cơ đọt mới hình thành thì sẽ mang theo mầm qua luôn, thì chúng ta có thể chọn những cái dòng này. Hoặc là tí xíu nữa chúng ta sẽ có một cái giải pháp khác mà có hàm lượng nâng cao hơn để quý vị áp dụng cũng được. Thì kính thưa quý vị, thì với 10-60-10 trong khoảng thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã trình bày rất là nhiều những cái video. Thì bà con biết là cho cái nhóm NPK hòa tan này thì đây là những cái dòng phân bón rất là dễ hấp thu, và sau khi tan và cây trồng chúng ta hấp thu thì có thể sử dụng được ngay. Tác dụng của nó thì không phải riêng cái việc tạo mầm không, mà trong đó chúng ta có thể đem kích rễ cho cây này, phát triển rễ này, khắc phục hiện tượng thiếu lân nè, rồi hạ phèn, tưới hạ phèn cũng được nè, thúc đẩy già lá tạo mầm thì cái này mình đã nói nhiều quá rồi, rồi thúc đẩy mầm qua chậu thoát đồng lọt đó. Rồi về liều lượng sử dụng thì sao? Rau màu thì chúng ta có thể áp dụng khoảng từ 2-5 gram đó, chúng ta phun từ cái thời điểm mà trước khi cây hình thành nụ. Bởi vì rau màu thì chúng ta sẽ biết là tới khoảng thời gian nào thì cây nó sẽ ra nụ, là cái đó là cái quy định của cái đặc tính giống rồi, cho nên thì chúng ta có thể phun trước đó. Cây ăn trái và cây công nghiệp thì chúng ta điều chỉnh theo cơ đọt. Với cây công nghiệp thì chúng ta sẽ biết là cái hình thành cái chòi mang qua là thời điểm nào, chòi nào sẽ là chòi mang qua và thời điểm nào nó xuất hiện, bà con mình biết rồi thì nụ nó sẽ hình thành luôn, thì chúng ta sẽ cung cấp cái lân tạo mầm trong cái thời điểm đó để tạo mầm cho cái cơ đó hiệu quả hơn. Còn với cây ăn trái thì bà con mình đã chủ động là chúng ta biết thời điểm nào chúng ta sẽ đưa lân vào rồi, thì cái này chúng ta sẽ xem lại cái trong cái quy trình, thì chúng ta cũng sẽ sử dụng 10-60-10, thì đâu đó khoảng từ 5g cho đến 10g trên 1 lít. Thì với sản phẩm 10-60-10 của Megamagi thời gian qua thì chúng tôi khuyến cáo bà con mình trung bình đâu đó khoảng 1 kg cho 1 phi 200 lít, có nghĩa là tương ứng khoảng 5g trên 1 lít. Thì cái này thì bà con mình có thể xem lại một số video chuyên về chặn đọt và tạo mầm nha. Rồi, kính thưa quý vị, nhóm thứ hai là nhóm BK. BK có nghĩa là chỉ chứa lân hữu hiệu và kali hữu hiệu và không chứa đạm. Như vậy thì nhóm này nó phù hợp với giai đoạn nào và trên thị trường chúng ta tìm kiếm sản phẩm dễ không? Kính thưa quý vị, thì cái BK này thì sẽ có một cái sản phẩm mà chúng ta đã sử dụng rồi, đó là cái MKB. Tại vì nó quy tắc theo cái từ này, mono kali phosphate, vậy thì nó chứa kali và gốc phosphate, và đây là công thức của nó. Như vậy thì trên thị trường nó sẽ phổ biến ở dạng bột hoặc là dạng tinh thể. Ngoài ra thì BK này có rất là nhiều sản phẩm dạng lỏng quý vị. Dạng lỏng thì chứa B và K thì chúng ta sẽ thấy là 0-30 năm thì đây là cái nhóm mà đang có nhiều sản phẩm nhất trên thị trường. Ngoài ra, sản phẩm nào mà bà con mình nhìn dạng lỏng mà nhìn vô là nó chứa lân hữu hiệu và kali hữu hiệu thì đó là chúng ta quy định nó là nhóm BK. Thì trên thị trường nó có đầy những cái sản phẩm như thế này. Thì miễn nó chứa hàm lượng lân và có khuyến cáo chúng ta phun tạo mầm thì chúng ta vẫn có thể áp dụng được. Còn riêng với MKB thì nó đã khá là nổi tiếng rồi, tại vì chúng ta đã sử dụng rất là nhiều năm nên là bà con mình hiểu rõ hơn về sản phẩm này. Và đương nhiên thì nhóm này chúng ta cũng sẽ pha loãng với nước và chúng ta sẽ phun trực tiếp lên lá, hoặc là chúng ta có thể đem đi tưới gốc. Nhưng mà thường là trong chặng đọt tạo mầm thì chúng ta đem phun trên lá là chính. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, thì đại diện cho cái nhóm này thì sẽ có cái MKB. Thì dòng phân bón này vẫn tan tốt và cây trồng của chúng ta có thể hấp thu được cái lần gốc phosphate ngay, thì nó sẽ đáp ứng trực tiếp vào cái việc tạo mầm. Tuy nhiên thì cái tác dụng của MKB không phải là bà con chỉ đem chặn đọt tạo mầm không, mà tác dụng của nó cũng sẽ có những cái tác dụng khác. Ví dụ như bà con thấy là cung cấp lân và kali hữu hiệu thì nó cũng phải giúp cây phát triển rễ được, có lân mà. Đó, cung cấp lân khi mà cây bị thiếu lân, hạ phèn được, tưới hạ phèn được, tăng khả năng chống chịu, bởi vì có hàm lượng kali cao thì cái khả năng chống chịu sâu bệnh tốt hơn. Rồi, cây tơ 1-2 năm đầu, đặc biệt là với cây ăn trái, là cái việc tạo khung tạo tán bằng MKB cực kỳ tốt, tại vì có lân và có kali thì nó sẽ kìm hãm cái tốc độ hấp thu và kìm hãm cái lượng đạm, thì cây của mình nó không đi quá sai hướng tán hoặc là nó không đi dương quá, cho nên là cái khung tán của nó sẽ ổn định hơn. Rồi, chúng ta điều chỉnh cơ đọt thì cái này mình nói nhiều nữa ha. Và đương nhiên chỉ còn lại sẽ là chặn đọt tạo mầm, thúc đẩy việc chậu thoát đồng lọt. Thì đây là nhiệm vụ của cái MKB.
Rồi kính thưa quý vị, thì với liều sử dụng của MKB trong chặn đọt thao mầm thì chắc là đâu đó bà con mình cũng đã khá rõ ha, đó là nhóm rau màu thì chúng ta có thể sử dụng khoảng từ 2 cho đến 3 gram trên 1 lít. Tuy nhiên thì với nhóm rau ăn trái thì cũng không thường sử dụng, có thể là áp dụng trong cái điều kiện mà mùa mưa mà cái cây của mình nó hấp thu đạm nhiều quá hoặc đi đọt bự dữ quá, lá bự quá thì chúng ta có thể áp dụng MKB để chúng ta tưới ức chế khả năng hấp thu đạm của nó, thì lúc đó nó sẽ tạo mầm đồng loạt và hiệu quả hơn. Rồi với cái ăn trái và cây công nghiệp thì bà con mình sử dụng đâu đó khoảng từ 5 cho đến 10 gram trên 1 lít. Thì ví dụ với cái sản phẩm MKB của Mekong Agri thì hiện nay chúng tôi đang khuyến cáo bà con mình khoảng từ 1 cho đến 1 ký rưỡi cho 1,2 lít ha, có nghĩa là khoảng từ 5 cho đến 7.5 gram trên 1 lít. Rồi về cách sử dụng MKB thì bà con mình có thể xem lại một số video mà chúng tôi xây dựng cho từng loại cây trồng. Rồi kính thưa quý vị và quý bà con, chúng ta sẽ đến cái nhóm thứ ba, đó là NB. Cái nhóm này thì thật ra là về các sản phẩm phân bón dạng lỏng trên thị trường á, thì đa dạng, cực kỳ dễ tìm kiếm. Nhưng mà bà con lại quên là không biết nó có tạo mầm được hay không nha. Tùy theo là cái hàm lượng cái B2O5 trong cái sản phẩm nó là bao nhiêu. Tại vì vốn dĩ là N với B thì liên quan tới việc phát triển cơ đọt cũng được mà, đúng không? Nhưng nếu như nó là một cái sản phẩm mà chứa gốc phosphat mà hàm lượng phải cao nha, thì chúng ta vẫn có thể tạo mầm được. Thì bà con mình có thể xem xét một số cái sản phẩm này. Nhưng bà con mình sẽ thấy là ví dụ như sản phẩm chứa là 3% đạm, 26,3% B2O5 đó, và không chứa kali và có thể chứa thêm canxi, thì công thức này sử dụng một cái liều lượng hợp lý nào đó thì vẫn có thể tạo mầm được. Rồi 10-50 có nghĩa là 10% đạm và 50% B2O5 cũng cao chứ. Tại chúng ta biết là cái gốc phát phát mà dạng hữu hiệu cao nhất là 60%, thì đây 50% là cũng tương đối cao rồi đó. Rồi đây trường hợp đặc biệt nằm đây, đó là sự phối hợp của một cái sản phẩm của Israel và đang rất là nổi tiếng, có thể trên cây ăn trái, rau màu và rau thủy canh mà còn đều có sử dụng, đó là MAB, là một trường hợp đặc biệt, đó là 12-61-0. Vậy có nghĩa là hàm lượng lân hữu hiệu lúc này là 61%. Thì gì thì trong tất cả những nhóm lân tạo mầm chứa gốc phốt phát hiện nay thì công thức 61 này là công thức cao nhất. Đương nhiên nó không có chênh lệch quá nhiều với 60. Tuy nhiên thì đây sẽ là một cái con số mà cho bà con mình thấy là con số lớn nhất. Rồi cái tên đầy đủ của cái sản phẩm này á, là Mono Ammonium Phosphate, thì chúng ta sẽ lấy ba chữ cái đầu tiên M, A và B sẽ tạo ra một sản phẩm mình đọc là MAP ha. Rồi kính thưa bà con, thì đây là một cái dạng tinh thể màu trắng và hiện nay thì một số vùng cây ăn trái thì bà con cũng đã biết áp dụng cái sản phẩm này rồi, hoặc là trên cây công nghiệp thì chúng ta cũng áp dụng nhiều. Riêng thì có thể là một số khu vực nào đó thì chưa có cái dòng sản phẩm này cho nên là thường bà con sẽ không hiểu về cách áp dụng. Nhưng mà với những dòng phân bón dạng lỏng mà chứa đạm và lân hữu hiệu thì bà con mình đang áp dụng khá là nhiều, Rồi kính thưa quý vị và quý bà con, như vậy thì cái nhiệm vụ của những cái sản phẩm qua lá mà chứa NB, đặc biệt là với cái hàm lượng gốc phốt phát, hàm lượng cao, thì tác dụng gì đây? Nó chứa đạm tổng số và lân hữu hiệu, cho nên thì cái việc mà thúc đẩy phát triển dễ được không? Được. Tại vì lân hữu hiệu cao mà, cung cấp lân cho cây thiếu được không? Được. Hạ phèn được. Nhưng mà có đạm nữa nên là phát triển thân lá, phát triển cơ đọt. Rồi lân cao thì thúc đẩy việc phát triển lá nhanh hơn, thúc đẩy già lá nhanh hơn và đương nhiên sẽ tạo mầm được. Và thúc đẩy cái việc chậu thoát đồng loạt dẫn được. Nhưng mà bà con mình nhìn vô công thức này mình quan mang là cái gì? Nó không có kali thì làm sao mà chặn đọt được cho cây ăn trái mà xài, đúng không? Như vậy thì mỗi một cái sản phẩm nó sẽ có một cách sử dụng riêng của nó. Thì bà con mình xem cái phương án khuyến cáo này để chúng ta hiểu rõ hơn. Rồi kính thưa quý vị và quý bà con, thì nói chung cho nhóm NB thì nếu như nó chứa một cái hàm lượng gốc phốt phát B2O5 cao thì chúng ta vẫn có thể áp dụng để tạo mầm được. Như vậy thì với nhóm rau ăn trái thì trong cái giai đoạn từ tơ cho đến nụ, có nghĩa là với ăn trái thì chúng ta sẽ biết cái thời gian nào thì cây nó sẽ hình thành nụ, ví dụ như là hơn một tháng cho nhóm cà chẳng hạn thì nó sẽ hình thành nụ, thì đâu đó khoảng từ 20 đến 20 mấy ngày thì người ta bắt đầu người ta áp dụng cái NB này, hoặc là sau khi trồng mình cũng thể áp dụng được luôn, tại nó chứa đạm mà chứa lân thì nó sẽ thúc đẩy cái sự phát triển của cây tơ được hiệu quả, an toàn, bởi vì không có kali, không có gây cháy lá thì vẫn hiệu quả an toàn bình thường. Rồi với cây ăn trái và cây công nghiệp thì chúng ta sẽ áp dụng cho những nhóm cây trồng mà nó có đặc tính là khi mà nó hình thành cái cơi rồi nó sẽ mang hoa theo cái cơi đó luôn đó, thì cái đặc tính đó thì người ta sẽ áp dụng NB được, bởi vì khi mà cơi đọt hình thành thì vẫn phải nuôi lá, nuôi cơi, nhưng mà đồng thời cái cơi đó lại hình thành mầm hoa trên đó thì chúng ta vẫn phải tạo mầm. Cái gì, cái đặc tính đó có thể là cây bưởi nè, cây na nè, cây nhãn, cây chôm, và đặc biệt là cây công nghiệp là nhóm cây cà phê, thì nó cũng sẽ đẹp theo cái đặc tính này. Có nghĩa là nó sẽ tạo ra một cái chồi, và cái chồi đó chúng ta biết là chồi đó là sẽ là chồi mà chúng ta tạo mầm, chồi đó sẽ mang hoa,
thì chúng ta sẽ áp dụng NB để chúng ta nuôi cho cái cơ đọt đó. Đó, vậy thì trong giai đoạn đầu khi hình thành cho đến khi nó mở lá và có nụ thì chúng ta áp dụng NB bình thường, vừa thúc đẩy phát triển cơ vừa tạo mầm, bởi vì cái hàm lượng lần hữu hiệu rất là cao. Đó là chúng ta đang nói tới cái MAB, thì có thể bà con mình sử dụng với nhóm cây ăn trái và cây công nghiệp khoảng 10g trên 1 lít là bình thường. Còn với nhóm gạo màu thì chúng ta chọn khoảng 5g trên 1 lít. Và đến khi nào cơ nó lụa thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu cần cái việc chặn đọt. Lúc đó mình sẽ quay lại là BK, hay còn gọi là chúng ta chọn cái MKB để chúng ta sử dụng giai đoạn sau. Như vậy thì rõ ràng trong khoảng thời gian qua trên các việc tạo mầm, đặc biệt với cây sầu riêng đi, thì thật ra là bà con mình cũng áp dụng cái nguyên lý này, nhưng mà chúng ta không có chọn NB mà chúng ta chọn NBK 10 60 10, thì chẳng qua là chỗ này nó có thêm gì 10% kali mà thôi. Thì bà con mình chọn NB cũng được, và chúng ta chọn NBK 10 60 10 vẫn tốt, bởi vì cái hàm lượng chỉ có 10% kali thì nó không có ức chế các việc phát triển này. Cho nên là cả hai phương án đều an toàn, chẳng qua là ở mỗi một khu vực như thế thì bà con mình đang chọn một cái sản phẩm nào mà mình dễ mua. Và ngoài ra thì nó còn liên quan tới cái chi phí nữa, thì có thể với cái 10 60 10 thì nó sẽ phổ biến và nó có một cái chi phí hợp lý hơn. Cho nên là khúc đầu chúng ta thúc đẩy già lá, thúc đẩy phát triển thì chúng ta vẫn chọn 10 60 10. Rồi đến cái giai đoạn mà lá từ lụa chuyển sang già mà chúng ta sẽ tạo mầm mạnh mẽ hơn, và sau các bước vô lân gốc thì bắt đầu chúng ta sẽ chuyển qua BK, có nghĩa là lá lụa rồi thì chúng ta sử dụng cái MKB có kali để chúng ta chặn đọt và chúng ta sẽ tạo mầm trên cái cây đó. Thì đó là cái nguyên lý chung cho một số cái cây trồng. Còn riêng với trường hợp của cái cây công nghiệp thì có thể là cái cơ nó hình thành rồi thì chúng ta không có đưa kali quá sớm, nên là chúng ta có thể chọn NB. Rồi sau đó thì đến cái giai đoạn mà nụ đã hình thành rồi thì thúc đẩy cái quyền chậu thoát và ức chế cái khả năng hấp thu đạm của cái cây trồng, thì lúc đó bà con mình có thể phun cái MKB đó để mà chúng ta ức chế cái quyền hấp thu đạm và thúc đẩy quyền chậu thoát được hiệu quả hơn. Hoặc là chúng ta có thể tạo mầm khi mà chúng ta kết hợp với 10 60 10, hoặc là thậm chí là có thể sử dụng cái NB giai đoạn đầu rồi giai đoạn sau chúng ta chuyển qua MKB cũng được. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, như vậy thì chúng ta đã điểm qua ba nhóm NBK, NB và BK. Thì rõ ràng thật sự là trong khoảng thời gian vừa qua, bà con mình chọn gốc phát phát, hay chúng ta còn gọi là lân đủ, để chúng ta áp dụng tạo mầm, thì bà con mình đang sử dụng sản phẩm thuộc ba nhóm này cả, một trong ba nhóm này mà thôi. Đó. Ví dụ như MKB thì nó quá phổ biến là đang thuộc nhóm BK, 10 60 10 là thuộc nhóm NBK này. Còn nếu như bà con mình có áp dụng MAB thì nó đang thuộc nhóm NB này. Đó. Như vậy thì rõ ràng đây là những dòng phân bón đa dạng, dễ sử dụng và an toàn cho cây trồng. Trừ trường hợp của MKB, nếu như bà con mình sử dụng liều cao cho đọt non thì sẽ có ảnh hưởng. Còn tuy nhiên nếu chúng ta sử dụng đúng giai đoạn, đúng phương pháp và đúng liều lượng thì hầu như thì tất cả các nhóm này đều an toàn cho cây trồng. Và một điều nữa mà chúng tôi muốn nhắc nhở bà con đó là cái việc cung cấp lân hữu hiệu ở diện lân đủ gốc phát phát thì chúng ta sẽ sử dụng cây trồng có thể hấp thu được ngay và chúng ta sẽ đánh giá được hiệu quả sớm nhất. Ví dụ như đơn giản chúng ta phun lên cây sầu riêng trong vòng khoảng 5 ngày 6 ngày thì chúng ta có thể đánh giá được cái độ xanh, độ dày khi mà chúng ta cung cấp lân qua lá, thấy được ngay, thiếu chúng ta phun tiếp. Còn nếu mà chúng ta phun những cái gốc lân khác, ví dụ như gốc lân thiếu, thì trong cái quá trình nó chuyển đổi mất rất là nhiều thời gian và chúng ta sẽ không nhận định được cái việc đó quá sớm. Và đôi khi cái chi phí nó lại cao hơn nữa thì rõ ràng nó chưa có phù hợp trong cái việc này. Vì thì ở đây chúng ta đang nói tới việc mà chúng ta cân nhắc về chi phí. Rõ ràng gốc phó phát sẽ cho một chi phí thấp hơn và cây trồng hấp thu nhanh hơn, bởi vì gốc phó phát là sẽ hấp thu ngay đó, và cây trồng sẽ sử dụng ngay thì rõ ràng hiệu quả nó sẽ nhanh hơn và đương nhiên nó sẽ tối ưu về cả chi phí và tối ưu về cả hiệu quả để chúng ta xem xét. Bởi vì chúng ta có rất là nhiều lần phun tạo mầm chứ không phải là một lần, cho nên thì cái hiệu quả của mỗi một lần nó càng nhanh, càng sớm, càng hiệu quả thì chúng ta sẽ ít số lần phun và cái khả năng đánh giá cao như thế thì chúng ta sẽ chủ động để làm những cái bước tiếp theo nữa. Bởi vì trong xử lý ra qua thì không đơn giản là chỉ là tạo mầm mà thôi, mà chúng ta còn rất là nhiều những cái vấn đề khác nữa, thì bà con mình có thể cân nhắc theo cái phương án đó. Và lưu ý với Mekomagi thì chúng tôi chỉ khuyến cáo bà con mình áp dụng gốc phó phát để tạo mầm, nhưng mà đã áp dụng gốc phó phát để tạo mầm thì chúng ta sẽ chọn những cái sản phẩm chứa gốc phó phát ở hàm lượng cao. Và như chúng tôi đã nói thì hàm lượng với gốc phó phát cao nhất trong những nhóm sản phẩm này thì đâu đó nó khoảng từ 60 đến 61% mà thôi, chỉ tới con số đó mà thôi. Còn những cái hàm lượng lân hữu hiệu cao hơn thì chắc chắn nó sẽ không phải là gốc phó phát, cho nên là bà con mình xem xét lại ha. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, thì ở đây thì chúng ta đang chia sẻ cái lân tạo mầm bằng gốc phó phát qua thân lá.
Thì trong video sau thì bà con mình sẽ tìm hiểu qua gốc, thì chúng ta sẽ có những cái dòng công thức nào và cái cách chúng ta sử dụng như thế nào và cái hiệu quả nó ra sao. Như vậy thì bà con chúng ta lưu ý đăng ký kênh để chúng ta có thể cập nhật một số video mới của chúng tôi trong thời gian sắp tới. Nếu bà con cần tư vấn kỹ thuật về thăm vườn, bà con có thể liên hệ ngay 4 số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được hỗ trợ tận tình về chi tiết, các thông tin về sản phẩm cũng như cách sử dụng và kỹ thuật cây trồng. Bà con có thể đặt hàng trực tiếp qua các số điện thoại trên video, Mekong Mari giao hàng trên toàn quốc. Ngoài ra, bà con có thể đặt hàng qua website mekongmari.com hoặc website phunthuoctudong.com. Sản phẩm hiện đã có mặt trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada và Sen Đỏ. Bà con có thể dễ dàng tìm kiếm tên sản phẩm bất kỳ kèm thương hiệu Mekong Mari và đặt hàng nhanh chóng. Mọi thắc mắc trong quá trình đặt hàng trên Shopee, Lazada và Sen Đỏ, bà con hãy liên hệ ngay 3 số điện thoại trên đây để được hỗ trợ. Ngoài ra, để tìm hiểu ngắn gọn thông tin về các sản phẩm của Mekong Mari, bà con đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh Mekong Mari bán hàng để theo dõi kênh. Cảm ơn quý bà con đã luôn đồng hành và tin tưởng bộ sản phẩm của Mekong Mari trong thời gian vừa qua. Kính chúc quý vị và quý bà con sức khỏe và canh tác tốt. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con trong các video tiếp theo.